nay mình mở hộp điện thoại Xiaomi Mi 4 của cửa hàng thiết bị số giá rẻ trên Shopee. Mình thấy giá cả cũng hợp lý nên mình mua về thử xem như thế nào, là tiện thể mình sưu tầm luôn. Thì đây là cái thông tin của cửa hàng thiết bị số giá rẻ. Cái cửa hàng này ở Nghệ An thì có đặt bán trên Shopee, là mình đặt mua là Xiaomi Mi 4, RAM bộ nhớ là RAM 2GB 16GB. Đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp ra xem điện thoại như thế nào. Để tiến hành khui, mình có chìa khóa thôi, mình lấy này mình sẽ khui ra xem bên trong như thế nào. Khóa thì nó khó mở hơn là cái dao. Rồi ok, giờ mình sẽ cái mút xốp. Trong shop đóng gói một cái mút shop. Rồi, không mua được gì. Bên trong là bọc ni lông. Điện thoại shop bọc trong cái bọc ni lông. Bọc ni lông màu trắng. Bên trong là cái củ sạc. Cổ sạc này cũng khá là mới. Rồi bên trong tiếp tục là một cái shop đóng gói cũng khá là kỹ. Khá là nhiều mút. Rồi bên trong thêm một cái mút nữa. Này có dây cáp sạc. Thương hiệu Mosom cũng có thương hiệu luôn. Shop khá là chu đáo. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong cái bịch này xem điện thoại như thế nào. Mở ra thì đây là sản phẩm thì mình thấy nó cũng không có chạy, màn hình đấy cũng còn mới, chưa có chạy gì, cũng có một số vết xước dầm tí xíu, ít chày, nói chung là khá ít chày, một số vết xước dâm nhỏ thôi à, khá là ok. Mức độ độ mới là tầm khoảng 97-98% với một số vết xước dâm nhỏ xíu thôi, không có xước gì nhiều. Nắp lưng thì cũng còn khá mới, nắp lưng thì chắc là shop thay rồi, nó còn khá mới. Khung viền cũng vậy, khung viền thì cũng còn mới luôn, trông cũng khá mới. Cái này là cổng hồng ngoại dắt 3.5mm, nút tăng giảm lượng, nút nguồn,
máy còn cái tem luôn. Bên đây cạnh này thì chỉ có khe cắm sim thôi. Bên đây là loa, lỗ loa với lại lỗ cắm micro USB. Nhưng mà sản phẩm thành thức tầm 97-98%. Rồi giờ mình khởi động vô logo chính xem thế nào. Vào rồi. Rồi máy cũng khá là nhìn qua khá là mượt. Mà sao bật sẵn Bluetooth rồi ta? Rồi mình sẽ tắt Bluetooth đi. Rồi tắt Bluetooth. Rồi Wi-Fi bật sẵn luôn rồi. Độ sáng auto, tắt auto đi nè. Tắt auto thì nó quá sáng. Mình sẽ chỉnh lại độ sáng tự động, chỉnh lại vừa vừa thôi. Rồi ok, này nó cũng hơi, nó hơi vàng vàng, nói chung là nó hơi màng, nó hơi cũ chút xíu, màng nó hơi dài chút xíu nên nó có ám vàng nhẹ, nhưng mà nhìn chung cũng ok, nó cũng có màng cũng hơi ám vàng nhẹ. Dùng là hình thức về là tốt rồi, máy cũ. À, nút tăng giảm lượng mà sẽ test nút tăng giảm âm lượng. Rồi ok, nút tăng giảm lượng hoạt động tốt, nút nguồn, rồi nút nguồn hoạt động tốt luôn, test mà một số cái cơ bản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test cảm ứng xem như thế nào. Rồi một tay này mình hơi khó test cảm ứng, nhưng mà mình thấy không có liệt, mình thấy màn hình ok, không có liệt gì hết á, màn hình tốt. Rồi ok, mình sẽ test thêm về máy xem như thế nào. Cái cửa hàng này bán thấy ok, camera, nói chung camera cũng chưa có chạy gì luôn, kính camera chưa có chạy gì hết, nắp lưng với kính camera còn hai còn mới. Vô thử wifi, à điều đặc biệt là nó có wifi 5 luôn. Tôi được Wi-Fi 5G. Ok, vừa Wi-Fi 2.4 mà vừa Wi-Fi 5 luôn. Phần mềm sẽ như thế nào? Mình tải vào Wi-Fi của quán này. Máy có tiếng Việt luôn. Giới thiệu về điện thoại Mi 6 LTE, Mi 4, Mi 4 LTE, Android 6.0.1, RAM 2GB, RAM 2GB bộ nhớ là 16GB. Phiên bản anh mua là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. À, ok. Sao bây giờ luôn sản phẩm với mình. Giờ mình thử vô thử YouTube. À, YouTube cũng khá là mượt.
chưa đăng nhập, này là chưa đăng nhập vô tài khoản. Rồi ok, tốt rồi. Máy phản hồi khá là nhanh. Camera sẽ phải cho phép truy cập vị trí của thiết bị này. Độ cũng khá là nhanh. Rồi, camera trước. Rồi, camera trước. Ok, tôi thử camera trước xem sao. Quay thử bản này. Cái video mình quay rồi sao? Quay phim khá là được. Okay.